Dạ, Trần Nam mến chào cô chú anh chị và các bạn quay lại với video tiếp theo của Trần Nam ha. Dạ, cô chú anh chị, thì giờ thầy đang ngồi bên trong nói chuyện với bà con ở đây ha. Dạ, con chào mấy cô, mấy chú ha. Dạ. Nhưng mà muốn có nhiều lắm, muốn có nhiều để được nói chuyện nhiều mà không biết nói gì. Tự nhiên cái tâm trạng nó luôn luôn nó thì buổi tối thì bà con ở đây cũng đến trò chuyện với thầy. Thì ý là coi thử sức chịu đựng tới đâu á. Mấy cô có gần đây không? Gần, điện hồi sáng nè. Dạ. Sáng rung quá trời đó. Ủa, cái chị là người mà rung á, gặp thầy hả? Rung chết luôn á. Mọi người chị đi làm về nào? Chị về hồi chiều. Dạ. Hồi chiều xong rồi chị rủ ông xã chị đi mà còn sớm á, không có, có đi, sợ nhiều người biết thấy á. Dạ. Cho nên cũng không dám đi sớm. Bây giờ dạ. Mới bắt đầu mới qua. Dạ. Dạ. Sao bữa nay bây giờ chị bớt rung rồi đúng không? Giờ chị có thể chia sẻ một chút xíu về cảm nhận lúc mà gặp thầy như thế nào không? Thì hồi sáng lúc đó là ông xã chị vừa mới điện nói là hả gặp sư Tâm Dũng mới đi vô e, là chị là gặp chị chạy ra xong cái lúc mà chưa gặp thì không sao nha, đang đứng ở xe thì không sao. Mà tự nhiên lúc mà thấy thầy đi lên cái chỗ đầu dốc đó, cái lúc mà thầy đứng, thầy ngồi, thầy nghỉ á. Dạ. Là cái lúc đó thầy tự nhiên thấy bóng dáng thầy đi lên tới cái dốc là đứng ở đây là rung hết trơn luôn, bắt đầu hồi, thở không được. Hồi trưa em lúc em có nắm tay thì có chị thử đó, thấy lạnh ngắt luôn á, tóc mồ hôi luôn. Không hiểu sao luôn á. Rung mà đưa trái nước cho thầy mà rung vậy nè. Mà hôm bữa rõ ràng là coi trong cái clip á, là có cái cô kia kìa. Mở chìa khóa xe mỏng không được luôn á thầy. Có cái chị hồi trưa nè. Cho chai nước, cầm chai nước. Dạ. Muốn nổi rung luôn. Mày xong luôn rồi đó. Đề xe lên rồi lên ga lên không được nữa. Là con kêu lần đầu tiên mà con chứng kiến cái cảnh này luôn á. Coi trong theo dõi trên tivi á là có cái chị kia kìa. Chị cúng dường cho mấy thầy, cho sư Minh Nhận với lại sư bữa đó là sư Minh Dược hả anh? Với lại sư Chí Hải rồi ha. Mà chỉ rung nghe nè, xong mình còn nói nè, trời trời từ từ chứ làm gì rung dữ vậy trời. Bây giờ tới mình còn hơn ta đấy. Đúng là mình mới biết cảm giác của chị như thế nào. Chị cầm cái hũ nước tương á, là chị biết cái hũ nước tương nó ngược rồi nha, mà chị không ngược lại được nó. Chị cầm về chị đưa luôn, mà chị đưa ngược về luôn á, đổ hết nước tương ra ngoài luôn. Mà rung vậy nè, rung đưa cơm rung vậy. Xong còn nói với xã chứ, trời trời từ từ chứ làm gì rung dữ vậy trời. À, kiểu giống như là cảm thấy là mình mừng gặp được luôn. Mừng và mừng kiểu như quá. Hạnh phúc á. Dạ. Cái mà bữa chị với ông xã coi tivi á, xong rồi mới nói nè, trời biết nào mình ở trong cái đường ở trong này, biết nào hả mới gặp được mấy sư ngoài đời trời, biết nào mới gặp được luôn á. À, như riêng bản thân chị là hôm nay là gặp được sư là lần đầu tiên hay là có gặp sư nào được chưa? Chưa gặp sư nào hả? À vậy là hôm nay là được gặp sư Tâm Dũng là lần đầu tiên. Lần đầu tiên luôn á. Dạ. Thì em nghĩ chắc cũng bà con mình ở đây chắc cũng lần đầu gặp được rồi sư thôi chứ đâu chưa gặp lần nào ha. Dạ. Ngày xưa cái thời mà sư Minh Tệ chưa có nhiều người biết tới á, sư Minh Tệ có đi ngoài quốc lộ.
Dạ. Có đi ngoài đó mà mình không có biết, lúc đó mình không biết, khi mà mình coi lại mấy cái clip của mấy anh quay lên á, thì mình biết Siêu Minh Tệ đi ngang. Nếu mà xưa Siêu Minh Tệ có đi ngang không mà. Chị nhớ là bao lâu chưa gì? Bao nhiêu năm chưa? Năm 2019 ha. 19 hay 20 á, hình 20 á. Thì cũng khá lâu. 20 năm 2020. Đó. Vô đi ngồi sát đây nè chị. Ngồi. Gió thấy lạnh muốn mưa rồi đó. Vô ngồi thấy Phật tử ngồi. Dạ ngồi đi chị. Thấy tình cảm của bà con ở đây ấy, dành cho sư rất là thương luôn á cả nhà. Thì hôm nay thì ở địa phương mình á cũng hữu duyên được gặp thầy, thì cũng mà bà con cô bác mình cũng khá là vui và mừng á, cũng khá là tốt đẹp. Không mà không biết khi nào mới được gặp những vị khác nữa ha. Đúng rồi. Cầu xin cầu mong cho được gặp thêm một hai thầy nữa. Nó nếu mà nếu mà hữu duyên gặp được hai vị kia nữa cũng khá là tốt đẹp. Dạ chưa biết là có vô đường này hay là đi đường khác nữa. Dạ. Dạ đang đi về hướng này, nhưng mà cái hướng này là hướng quốc lộ, mình lại không ở ngoài không quốc lộ. Dạ. Mình lại ở trong cái đường ngắn. Thì đó. Hai vị đó chắc đi đường chính. Dạ. Không, nếu mà mình biết được thời gian thì không biết hai vị đó đi ai quay. Dạ hai vị đó thì chưa không chưa ai gặp hết, chưa chỉ là bà con mình ở trên đó gặp thôi. Dạ. Thì vậy là mình đâu có theo dõi được. Nếu mà có người quay thì mình mới theo dõi được. Còn không có người quay mình đâu có theo dõi được, mà mình biết thầy đi tới đâu để mà mình đó. Nếu mà hai thầy đó nếu mà xuống ở tới đường ngoài này chắc nếu mà khoảng chắc cũng khoảng 3 đến 5 ngày là sẽ xuống. Từ trên đó xuống đây con nghe nói là có hơn 100, mà nếu mà đi nhanh đó là khoảng cỡ 5 ngày tới á. 5 đến 7 ngày. Thì dạ chắc cũng cả đó. Không mấy thầy đi ban ngày. Đi ban ngày không hả? Dạ, ban đêm thì mấy thầy kiếm chỗ nhà hoang hoặc nghĩa địa, giờ là mấy thầy là khoảng 4-5 giờ mấy thầy nghỉ hết rồi. Ban đêm mình vô mấy đường mà không có đèn xe. Đúng rồi, không nguy hiểm lắm. Dạ. Thì mọi người nếu mà hữu duyên thì sẽ gặp được hai thầy đó. Dạ. Thì canh độ khoảng chắc cũng từ cỡ 5 ngày đổ lên á, mấy thầy đó mới xuống tới dưới này. Đi ra nhà ông nội ăn dạ. Nhà mình về phải sáng chạy ra đó. Dạ. Nhìn dạ, biết sẽ mấy cô này chắc theo dõi là mấy cô này nhìn là biết. Dạ. Theo dõi hết luôn, không có sư nào dạ. Không biết. Nếu hết. Vậy là thấy là biết dạ, liền. Sư cũ hả? Dạ. Là sư đi đồng hành cùng với sư Tâm Dũng ở ngoài á. Là hai sư đó đi với sư Tâm Dũng gần đây nhất. Đi từ tăng đoàn đi từ gần đây. Gần nói chung là nhiều lắm. Bảy vô bảy nói mà con người con nhìn bảy. Ủa chứ em biết thầy á. Biết nhưng mà mừng quá luôn mấy thử. Mừng, lúc đã, lúc đầu á em cũng sợ lo gì nè, tại sao phải không, tại bà con mình ở đây á là đa phần là người Công giáo là nhiều, sợ ít ai biết rồi cúng dường cho thầy á, nhưng mà sáng nay ra cũng khá là bất ngờ, trên đường đi đồ bà con mình ở đây cũng cúng dường cho thầy, chung là cũng khá là tốt đẹp. Hồi tối hôm qua sư thầy nghỉ ở cái chỗ đó đó, xong dạ. Thầy đi lên một khúc là cái khu đó là khu đạo Công giáo. Dạ, nhưng đúng. Mà qua khỏi cái khu đó đi lên tới trên này là Phật à, giáo. Dạ.
đúng rồi, cái chỗ mà hôm qua thầy nghỉ thì hồi sáng hai cô chú kia là nó khu trên đó là khoảng 90% á là người Công giáo. Nhưng mà cô chú nghe như vậy xong cái cô chú đang tập thể dục lội xiết về nhà để lấy bánh rồi lấy đồ lại cúng dường cho thầy. Tại gia đình cô đó cũng có theo dõi và bên bên Công giáo người ta cũng có chia sẻ, mấy vị cha chia sẻ rồi gia đình mấy cô cũng có theo dõi trên kênh YouTube. Dạ, mấy vị cha lên chia sẻ hay lắm. Nãy nó bay qua tới bên quán cà phê con uống. Dạ. Thì thấy nói là sư Chí Hải đi về lại địa phương với lại kia mà thì chị đợi hoài chị không thấy quay cái clip lên. Bữa chị thấy em quay cái clip mà nói là mấy sư về ở cái khuôn viên này của gia đình gì đó. Dạ. Mấy sư mà Chí Hải về hay gì là có chỗ đó ở đó. Dạ. Mà chị đợi hoài chị không thấy sư Chí Hải đâu mà mấy ngày nay cũng không thấy luôn. Dạ, sư... mà không thấy ở chỗ thêm sư Minh Dược nữa. Kiểu như mấy sư ẩn bớt. Xong rồi lại thấy sư Minh Nhận đi lên chỗ sư Minh Dược mấy ngày nay thấy đi. Chị theo dõi em lâu chưa? Lâu lắm rồi á. Dạ. Đi làm chơi rồi. Đi làm thôi về tới nhà là bật cái tivi lên trước tiên đã rồi. Dạ. Để đó. Dạ. Ý là nhiều khi mà không có thời gian coi mà cứ để cho nó quay để có lượt xem á. Dạ. Cứ để không đó xong mặt bật cả cái điện thoại luôn, vừa điện thoại vừa tivi để cho nó được hai cái. Dạ. Bây giờ tính ra là chị với mọi người cũng cài wheel cho em á. Cài á. Mặc thêm để đó để nãy hồi sáng mà gặp chị mà chị nói Trần Nam cái em cũng giật mình luôn. Chị thấy ở dưới cái khu mà em quay là Trần Nam với là Duy Minh. Dạ. Là theo sư Minh Không rồi đó. Dạ. Không có ai đâu thôi thiệt theo dõi thấy lâu lâu cái thấy sư mới lên trên đó làm việc với mấy chú về thấy hai ba cái clip đi lại thấy con mới lên trên làm việc với mấy chú về thấy khổ ghê thấy thương Minh Chí sướng. Thấy chỗ sư Minh Không tính ra là ở địa phương đi rất là tốt đẹp nhưng mà có chút xíu về bên gia đình thôi. Yeah. Giờ tính ra hiện tại giờ có sư Tâm Dũng là ông giờ ông đi nhiều nhất luôn á. Hơi nhiều hơi xa luôn á. Dạ nhiều mà xa hơn tất cả các sư khác luôn. Nhiều mà xa ghê luôn á. Đúng là sư Tâm Dũng là ông là sẽ người đi trước cho mấy huynh đệ đi. Nói theo ha. Dạ. Nhưng mà mình coi á tất cả các Phật tử đều mong muốn các thầy được đi như vậy. Dạ. Nói chung giống như là một hai người đi chung cái đi tỉnh này tỉnh kia nhiều nơi chứ mà tập trung mà nhiều sư mà đi chung quá thì nó cũng khó. Khó ha. Dạ, thà ví dụ một vị hai vị thôi. À, đi người đi tỉnh này người đi tỉnh kia cho tất cả mọi người mọi nơi sẽ được gặp thầy. Dạ. Nó sẽ tốt đẹp. Dạ. Chứ mình cũng không nên mà đi ví dụ 5 7 sư hay 3 4 sư mà ở khu vực đó không thì dạ. Cũng không được. Không ấy giờ á ví dụ như 2 3 tháng sư này đi ngang
cái 2-3 tháng sau sư khác đi ngang, cái 2-3 tháng sau sư khác đi ngang để mình được gặp hết luôn. Nói chung là mấy thầy mà được đi tự do lại chắc đi hết ngõ ngách luôn đó. Cũng mong ra được, cũng mong cho các sư được đi để... cứ đi đến một đoạn đi ngoài quốc lộ, đâu phải là cứ đi ngoài quốc lộ ngoài vậy. Dạ. Một chỗ nào tự nhiên gặp một cái nhân duyên cũng tự rẻ vô. Dạ. Thì đôi khi đi vô những cái đường nhỏ hoặc vùng sâu vùng xa thì mình mới cảm nhận được những bà con ở đó, rồi mọi người xem á cũng thấy được những cái khu vực đó cũng còn khó khăn hay như thế nào bà con á, để nó lan tỏa hơn, để cho nhiều khán giả cũng biết những vị sư có đi đến khu vực đó, chứ mình đi đường chính không thì nó cũng không có tốt đẹp. Với lại mấy sư này đi khi ngã ba ngã tư đó, khi mình cứ nghĩ mấy ổng đi thẳng, chứ đôi khi ổng hữu duyên cái hướng khác là ổng đi hướng khác à, cho nên cũng khó đoán được lắm, đoán trước được lắm. Người ta kêu là tùy duyên. Dạ. Chứ đôi khi nhiều cô cũng có điện hỏi nam á, hỏi con á, thì hỏi sư này đi xuống đó không, kêu giờ cũng không biết thể nào mà mình trả lời được á. Còn nếu mà mình trả lời mà nói sư không đi, người ta nói mình nó dốc. Nó cũng rất là khó. Dạ. Hoặc là nói ích kỷ giấu hay gì đó. Ích kỷ giấu để một mình gặp sư thôi. Tại khi xuống cái tới ngã ba cái sư hữu duyên cái ghẻ bắt đầu sư ghẻ. Chứ lúc trước sư Chí Hải sư Minh Nhận đó, đi mà một ngày thì quay lại kiếp mấy ổng 2-3 lần vậy đó. Nhưng cứ đi trước một đoạn cái bắt đầu khi tới ngã ba ổng ghẻ không hay. Dạ. Ta cầu mong cho ổn thả, chắc con nghĩ chắc cũng ổn thả rồi đó thầy ơi. Dạ. Tại vì cũng còn một số thầy cũng còn hơi sợ. Dạ. Chưa dám. Dạ. Trời ơi, coi theo dõi. Dạ. Nhưng mà mấy thầy kia thì cũng còn hơi ái ngại chứ. Dạ. Tại vì mình đi là cứ bị mời lên mời xuống á. Chắc mấy thầy đó cũng không muốn làm phiền tới nhiều. Đây trung tâm thành phố là thầy quăng là đi hết 40 cây, gần 40 cây chơi trong trung tâm thành phố á thầy. Đi cái bữa đó là xong rồi đau chân luôn tới bữa nay luôn. Chị Hải nói chung là chỉ sợ là bà con mình á hiếu kỳ, với rồi có số như gặp xong rồi về mình không nói, gặp rồi còn đi theo á, nó chỉ sợ là sợ như vậy, rồi bắt đầu trên đường mà xe cộ thì nó nguy hiểm. Dạ. Nói chung nó cũng dắt xe dắt bộ đi theo sau á. Dạ. Chứ lo vấn đề đó, chứ còn nếu mà cứ giống như đợi thầy đi ngang nhà, đứng ở trước nhà đánh lễ thì nó mọi chuyện thì nó đâu có chuyện gì đâu để xảy ra. Nó là quá tốt đẹp. Thầy không biết đâu. Gặp thầy rồi là cái muốn đi theo. Chứ đi sao mà không đi về. Hồi sáng mới gặp thầy là con có đi theo thầy. Con sáng ra gặp thầy rồi một phút đó mà con về đâu mà con sao mà chưa ngay chỗ mà cái khúc mà đông đông người chỗ ngã ba đó. Nó bé này với bé kia rồi. Không á, các vị cứ chạy xe lên chắc khoảng vài trăm mét, các vị đứng chờ, đứng nhìn chờ đó, được đi theo như thế. Đi theo như thế nó tạo một cái hiệu ứng đám đông, là người này đi theo, người kia đi theo, là một hồi là nguyên một hàng luôn. Thí dụ như riêng bản thân con á, thì giống như là mình hữu duyên gặp được thầy thôi, là như vậy là cũng tốt đẹp rồi, thì mình sẽ đi về là cũng được. Rồi ví dụ như mình hạt không, tốt nhất là không nên đi theo hoặc là dẫn xe theo.
cái đó giống như là biết rằng là mình thương và cung kính mấy thầy, nhưng mà cái đó là sẽ hại mấy thầy đó, nó là như vậy. Dạ. Còn không mình chạy lên đoạn trống đó, mình đứng đó mình đợi thầy ngang mình đánh lễ thôi. Trước con đi về Gia Lai có cái chú đó, chú đó cũng lớn tuổi rồi, chú đó đảnh lễ đâu hàng chục lần. Thì Nam cũng cập nhật cho cô chú anh chị mình xem. Và bây giờ Nam cũng xin kết thúc video ha cô chú anh chị. Và cảm ơn tất cả bà con cô bác mình quan tâm theo dõi. Và chúc cho tất cả bà con mình ở đây hữu duyên gặp thầy ha, là có thật nhiều sức khỏe và an lành và hạnh phúc ha cô chú anh chị.